Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật, cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hung khí trả thù người tình trẻ kém 45 tuổi trở mặt. Ngày 25 tháng 7, Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Thành Hiệp, 72 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM về tội sát hại người. Theo truy tố, năm 2017, ông Hiệp có quen biết rồi nảy sinh tình cảm với chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh năm 1996, quê tỉnh Tiền Giang. Trong quá trình yêu đương, ông Hiệp đã mua cho chị Tú một căn nhà tại quận 6, một ô tô và nhiều tài sản có giá trị khác. Đến tháng 4 năm 2020, ông Hiệp tiếp tục mua cho chị Tú một căn hộ tại chung cư ở quận 8, TP.HCM bằng hình thức trả góp. Tuy nhiên, tới tháng 9 năm 2020, do dịch bệnh COVID-19 và công việc làm ăn thất bại, nên ông Hiệp không còn khả năng trả góp căn hộ cho chị Tú nữa. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, rồi người phụ nữ này chấm dứt tình cảm. Không còn tiền, ông Hiệp đành về ở nhờ nhà em ruột tại tỉnh Tiền Giang. Đến năm 2021, ông Hiệp liên lạc qua điện thoại với chị Tú nhiều lần, đề nghị bán căn nhà ở đường Bà Lài, quận 6 để lấy tiền trả góp căn hộ chung cư. Số tiền còn lại thì đưa cho ông ta sử dụng. Không đồng ý với đề nghị của ông Hiệp, chị Tú còn quay qua trách ông này đã không trả góp căn hộ để chị phải tự trả. Những lần sau ông Hiệp gọi điện nhắn tin nhưng người phụ nữ này đều không trả lời. Khoảng 8 giờ ngày 24 tháng 4 năm 2022, ông Hiệp đến chung cư ở quận 8 để tìm chị Tú nói chuyện. Khi đến trước chung cư, ông ta nhìn thấy ô tô của chị Tú đậu trên vỉa hè nhưng không thấy người. Uất ức vì mình đã lo cho người tình quá nhiều nhưng khi thất bại thì bị mắng chửi và tránh né, nên ông Hiệp đã mua một vật sắc nhọn với ý định xiên chị Tú cho hả giận. Sau đó ông ta quay lại ngồi chờ. Khoảng 11 giờ cùng ngày, chị Tú cùng 3 người bạn xuất hiện lên ô tô định rời đi thì ông Hiệp tiến tới gõ cửa. Khi chị Tú vừa bước trên xe xuống thì ông Hiệp xiên vào bụng. Chị Tú được các bạn đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát nạn nhưng bị thương tật 67%. Gây án xong, ông Hiệp nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đến 22 giờ 30 cùng ngày thì tới công an phường 6, quận 10 để đầu thú. Tại phiên tòa, bị cáo Hiệp đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng bản thân không có ý định sát hại nạn nhân do bị hại đã đối xử với bị cáo tồi tệ nên bị cáo mới ra tay cho bỏ tức. Khi hội đồng xét xử hỏi bị cáo còn hận bị hại không, ông Hiệp lắc đầu. Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo đã gây mất trật tự xã hội, xâm phạm trực tiếp tới tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, nên cần phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên khi phạm tội bị cáo đã ngoài 70 tuổi, tự ra đầu thú, thành khẩn khai báo, nên sau khi xem xét, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Hiệp 7 năm tù, 70 lĩnh 8 năm tù vì định sát hại người tình của bạn gái. Nghi ngờ nhân tình là chị P có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, ông Thịnh đã dẫn điện lưới vào cửa cổng nhà chị P với ý định sát hại người tình của chị P. Ngày 6 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Dương Đức Thịnh, sinh năm 1956, trú tại xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, Hà Nội, bị truy tố về tội sát hại người theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự. Bị hại trong vụ án là chị Nguyễn Thị P, sinh năm 1982 ở huyện Quốc Oai. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Thịnh đã có gia đình nhưng vẫn lén lút quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với chị P. Một thời gian sau đó, do nghi ngờ chị P có tình cảm với người đàn ông khác, nên Thịnh nảy sinh ý định sát hại người đàn ông nghi là người tình của chị P. Đêm 25 tháng 5 năm 2021, ông Thịnh dùng kìm cắt đứt đoạn dây cáp viễn thông dài hơn 4 mét, lột bỏ phần nhựa bên ngoài, sau đó cuộn một đầu dây xích vào khóa cổng nhà chị P. Đầu dây còn lại, ông Thịnh cuộn vào chiếc đinh dài rồi cắm vào đường dây điện dân sinh, nhằm dẫn điện vào xích khóa cổng nhà chị P rồi ra về. Khoảng 5 giờ 30 phút hôm sau, chị P ra mở cổng thì chạm vào dây xích bị điện giật ngã ngửa ra phía sau. Chị P sau đó đến cơ quan công an trình báo sự việc. Hai ngày sau, Thịnh ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tại phiên tòa, lúc đầu bị cáo Thịnh không thừa nhận hành vi phạm tội.
nhưng sau đó bị cáo lại nhận tội như cáo trạng đã xác định. Tại tòa, chị P không yêu cầu bị cáo Thịnh phải bồi thường dân sự, đề nghị hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất. Được nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án, bị cáo Thịnh bày tỏ sự ăn năn hối hận và mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về gia đình, hòa nhập xã hội. Hội đồng xét xử khẳng định hành vi kéo dây dẫn điện vào cửa cổng nhà chị P của bị cáo Thịnh là rất nguy hiểm vì có thể gây thiệt mạng nhiều người nếu không được phát hiện sớm. Việc bị hại không thiệt mạng là ngoài ý thức chủ quan của bị cáo, do đó viện kiểm sát truy tố bị cáo về tội sát hại người là có căn cứ đúng pháp luật. Theo hội đồng xét xử, việc Thịnh đang có vợ nhưng có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với chị P đã vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Quá trình điều tra vụ án, bị cáo Thịnh và chị P đều khai là đã chấm dứt quan hệ tình cảm từ tháng 6 năm 2020, nên đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với Thịnh và chị P về hành vi trên. Do đó, cơ quan tố tụng không đề nghị xử lý đối với Thịnh và chị P. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Thịnh 8 năm tù về tội sát hại người. Về trách nhiệm dân sự, do bị hại không yêu cầu gì nên hội đồng xét xử không xem xét cụ ông 67 tuổi sát hại người tình vì ghen. Thấy người chung sống với mình như vợ chồng, gọi điện thoại cho người lạ, ông Lê Văn Kha, 67 tuổi, xã Hưng Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, đã dùng vật sắc nhọn tấn công hai nhát, khiến nạn nhân thiệt mạng tại chỗ. Nạn nhân là bà HMH, 50 tuổi, chung sống với ông Kha như vợ chồng khoảng 2 năm nay. Ngày 24 tháng 2, Đại tá Phạm Trung Thành, trưởng phòng tham mưu tổng hợp Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam nghi phạm Lê Văn Kha để điều tra về hành vi sát hại người. Bước đầu, ông Kha khai nhận cách đây 2 ngày, phát hiện bà H nghe điện thoại của một người đàn ông khác. Ông Kha gặng hỏi thì bà H nói muốn chia tay, cắt đứt quan hệ tình cảm với ông. Ông Kha không nói gì, bỏ đi ngủ sớm. Rạng sáng ngày 23 tháng 2, nhớ lại câu nói đòi chia tay của bà H, ông Kha lẳng lặng ra nhà sau, lấy một vật sắc nhọn rồi ôm bà H từ phía sau, dùng hung khí tấn công liên tiếp khiến bà H thiệt mạng. Sau khi gây án, ông Lê Văn Kha bỏ trốn. Đến sáng ngày 24 tháng 2 thì ông đến công an huyện An Biên đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.